sosteneva tesi e illusioni. Chuẩn bị cho cái mùa giải mới thì nhiều câu lạc bộ ở V-League đã có những cái động thái mua sắm những cái cầu thủ có chất lượng, kể cả nội binh cũng như ngoại binh. Nhưng mà trong lúc đó thì Sông Lam Nghệ An đã có một loạt cái cầu thủ trụ cột hết hạn hợp đồng và đã đi tìm những cái câu lạc bộ mới. Thì theo ông, nguyên nhân nào mà dẫn đến cả cái cầu thủ như Quang Tinh, Hoàng Thịnh và Đình Đông đã ra đi? Thì sau khi mùa giải V-League 25 kết thúc thì những cầu thủ mà hết hợp đồng như anh đã nói trước, như Quang Tình, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Thế Cương, chúng tôi cũng là xúc tiến và cũng làm việc là rất muốn các em ở lại là với Cộng Hiến và Sông Lam, nhưng hai bên cũng chưa tìm ra được tiếng nói chung. Và những cầu thủ đó thì đó là họ hết đồng thì họ có nguyện vọng ra đi thì chúng tôi nên để cho ra đi thôi. Đấy, đó là quy luật bóng đá, đó là những cái nơi khác có tiềm lực kinh tế tốt hơn hoặc là ưu đãi hơn thì họ đến những câu lạc bộ, đó là điều bình thường. Là huấn luyện viên trưởng thì những cái cầu thủ chủ chốt, những cái con bài chiến thuật chủ chốt trong cái đội hình của ông, thì họ ra đi thì cái khó khăn gì cho ông trong cái mùa giải mới khi mà mình sắp đội hình? Thì như anh đã biết, Sông Lam bao giờ cứ sau một mùa giải thì các cầu thủ hết hợp đồng lại ra đi như mọi năm, thì chúng tôi là khó khăn nhất định. Nhưng sao, chúng tôi cũng đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ và những cầu thủ mà đã thi đấu và những cái vị trí mà họ được thay ra thay vào ở những cái chỗ mà cầu thủ đã ra đi, và họ rất muốn sự khao khát khẳng định. Đó là cũng là điều thuận lợi đối với khi chúng tôi chuẩn bị cho mùa giải tới. Thì để chuẩn bị cái lực lượng thay thế những cái cầu thủ đã ra đi thì ông có sự chuẩn bị như thế nào? Thì không bằng cách gì thì chúng tôi bằng cách là chỉ có tập luyện và ở trên sân và trong mọi việc như sinh hoạt, và đặc biệt là cái sức trẻ và cái quyết tâm có nền tảng thể lực tốt nhất để mà mình chuẩn bị tốt nhất để bước vào mùa giải 2016. Mùa giải này thì ông sẽ đón bao nhiêu cầu thủ từ các đội tuyển trẻ lên? Thì chúng tôi gọi về những cầu thủ mà mua vừa rồi là cho các câu lạc bộ ở V-League mượn này và các câu lạc bộ hạng nhất, và đón một số cầu thủ trẻ ở tuyển U21 lên để cùng tập luyện và cùng hòa nhập về những cầu thủ cư cựu và những cái lứa đàn anh phía trước. Ông có thể điểm danh sơ qua những cái cầu thủ trẻ mà ông sẽ cho chơi ở lên V-League mùa này này? Đó là những cái cầu thủ mà đó như Phú Nguyên, Việt Nguyên, Xuân Mạnh, Xuân Toàn đó, hoặc những cầu thủ cho mượn ở như Sì Nam, Thế Nhật, đây là Văn Khánh, những cầu thủ đó sau một hai mùa là đi cho mượn là trở về với câu lạc bộ. Thế để thay thế vai trò tiền vệ trung tâm của Hoàng Thịnh thì ông đã chọn ai được ạ? Thì tôi nghĩ có những cầu thủ như là Ngọc Toàn, Sì Sấm đấy, đó là đấy, và những cầu thủ như Khắc Ngọc và những cầu thủ trẻ đó, những người qua tập luyện thì chúng tôi dần dần hình thành nên những cầu thủ mà đảm đương những cái vị trí mà các cầu thủ đã ra đi. Thì để mà Quang Tinh là một người đội trưởng, trước đó là Công Vinh rồi là Trọng Hoàng, thì những người đội trưởng liên tiếp đến những mùa giải đấy, những người đội trưởng của Sông Lam đều ra đi, thì cái mùa giải này ông ý định xây dựng một cầu thủ nào đó để thay làm cái vai trò thủ lĩnh của mùa bóng sắp tới? Mùa năm tới năm đấy tôi rất muốn xây dựng thủ môn Trần Nguyên Mạnh làm vai trò thủ lĩnh đó, và có thêm cả Ngọc Hải và hoặc là kỳ cựu như Minh Đức đấy, để là dìu dắt chỉ bảo các em trong tập luyện, sinh hoạt và thi đấu. Thì cái yếu tố nào để ông chọn thủ môn Nguyên Mạnh làm đội tuyển sắp tới? Trước tiên là đây là một cầu thủ có chuyên môn đấy, đó là thủ môn đội tuyển quốc gia này đó, hay có tiếng nói nhất định đó, sau đó là cái tầm ảnh hưởng so với các đồng đội đó, thì đó là những tiêu chí mà tôi chọn làm đội trưởng. Ngoài cái nội binh thì cái ngoại binh mùa giải này Sông Lam đã có những cái động thái gì để chuẩn bị tuyển ngoại binh chưa? Vì mùa giải năm ngoái thì chúng ta đã thất bại trong công tác tuyển chọn ngoại binh chất lượng chính được như ý, thì mùa giải này thì ông đã có cái gì để mà khắc phục cái công tác tuyển chọn ngoại binh? Chúng tôi cũng phải tiến hành, nói chung là qua rất nhiều kênh, nhiều thông tin, lần sau là có những cầu thủ ngoài đến thử việc sớm và
để mình tìm được chất lượng và muốn thử việc và các thứ thì điều đầu tiên là được phải thi đấu ở những cái giải nhỏ mà tiền tập huấn đó, để là để qua đó thì chúng tôi để xác định chất lượng của các cầu thủ đó. Trong khoảng 15 tháng 12 bắt đầu là các cầu thủ ngoài chắc là sẽ đến thử việc ở câu lạc bộ mình. Các cái hợp đồng các cái ngoài bên cũ thì mình đã chấm dứt. Rồi mình đã chấm dứt hợp đồng hết rồi. Sau giải chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng hết. Mùa giải sắp tới thì mình dự định sẽ ký bao nhiêu ngoài bên nhá? Thì theo quy định của liên đoàn thôi. Chúng tôi chỉ chọn hai cầu thủ. Đấy. Hai cầu thủ mà ưu tiên là vị trí tiền đạo. Thì ông có cái gửi gắm gì đối với cái cổ động viên xứ Nghệ về cái đội bóng của mình trong mùa giải mới? Thì riêng cổ động viên xứ Nghệ thì theo tôi nghĩ là luôn luôn yêu mến này đó, và kỳ vọng vào đội bóng rất nhiều. Theo tôi nghĩ đó là truyền thống bao giờ mất đi được đó, mà chúng tôi luôn luôn là hiểu và tâm tư và những cái gì mà cái cổ động viên mà dành cho đội bóng chúng tôi, thì rất mong muốn là gọi là rất mong là cổ động viên là hãy luôn sát cánh với chúng tôi dù bất cứ lúc nào.